chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Ở Đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan trường Quốc học Huế và hai con rồng lớn trước mặt trường Quốc học. Đây là hai con rồng rất là lớn trước mặt bia Quốc học Huế. Bia Quốc học Huế được gọi là đài tưởng niệm chiến sĩ sương máu tại Huế. Công trình này được xây dựng vào thế kỷ 20 để tưởng niệm lịch sử người Pháp và người Việt cùng kỳ và bỏ mạng vì sự nghiệp giúp nước Pháp đánh Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai con rồng rất là to, sông Long Rồng rất là đẹp các bạn ạ. Linh vật rồng trước mặt ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đài phun nước ủy ban nhân dân tỉnh. Ở đây có một con rồng cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Bữa xỉ và bữa kia trái. Không, không. Anh,
Đây là bán nhân dân tịch thưa thân mẹ. Down.
biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những clip sau. Xin chào, tạm biệt. Chúc mừng năm mới.